Sáng nay, Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Phát triển Giải pháp về linh kiện xe hơi tại Việt Nam thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Electronic Việt Nam. Dự lễ ký kết có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng, An Minh Sik. Lễ ký kết được diễn ra dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng, An Minh Sik, đại diện tập đoàn LG Electronics cùng các đại biểu khách mời khác. Theo nội dung biên bản ghi nhớ, Trung tâm Phát triển Giải pháp về linh kiện xe hơi tại Việt Nam sẽ phối hợp với các trường đại học cao đẳng có liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin tại Đà Nẵng để đào tạo tiếp nhận làm việc. Trung tâm LG cũng giới thiệu các công ty thành viên thuộc tập đoàn LG Hàn Quốc, các trung tâm nghiên cứu phát triển, các đơn vị doanh nghiệp trong mạng lưới kết nối đến khảo sát và đầu tư tại Đà Nẵng. Về phần mình, Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm LG hoạt động tại Đà Nẵng, cũng như đồng hành hỗ trợ cùng các chương trình làm việc liên quan của Trung tâm với các bên.